Chào mừng các bạn đến với series về lập trình C, C cộng. Thế thì chúng ta sẽ sang cái bài tập số 3 là xây dựng chương trình tính số chính phương. Có nghĩa là kiểm tra xem số x nhập vào có phải là số chính phương hay không. Thì các bạn biết rằng số chính phương là một số mà nó là bình phương. Bình phương của một số nào đấy. Ví dụ như 9 là bình phương của 3, 6, 16 là bình phương của 4, 25 là bình phương của 5. Vâng vâng. Đó thì gọi là số gì? Số chính phương. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái việc làm. Chúng ta sẽ có bài lab 4, bài 3. Đúng không? Kiểm tra số chính phương. Đúng không? Số chính phương. Rồi, số chính phương. Nào, thì bây giờ chúng ta một cách tương tự, ta cũng copy cái đường link này, ta đưa vào đây, ta đây Ctrl V và ta thực hiện việc biên dịch online nhỉ. Nào, bây giờ ta ghi là kiểm tra số chính phương. Rồi, bạn khai báo này in số chính phương, ok, C out, okay. Thêm L vào đây, chấm xuống dòng, ghi là gì? Mời bạn nhập vào một số, rồi x bằng. C in này, rồi, số chính phương, ok, như vậy nhập vào số chính phương như vậy xong rồi. Bây giờ kiểm tra, muốn kiểm tra số chính phương thì ta làm như thế nào? Bây giờ ta sẽ có này, for nhỉ, for này, in y bằng không, y nhỏ hơn bằng số chính phương y cộng cộng. Cho vào làm như vậy đúng không? Nào, bây giờ ta mới kiểm tra là số chính phương. Thì bây giờ ta kiểm tra như if mà y nhân với y mà bằng một cái gọi là số chính phương nhỉ? Thì nó chỉ là số chính phương thôi nhỉ? Tức là lúc này thì kết luận nó là gì? Là số chính phương bằng hai dấu bằng, nó không thể so sánh. Ok, nếu mà so sánh y nhân y mà một số chính phương thì chúng ta sẽ c gì, c out nhỉ, số chính phương nhỉ là một số chính phương, đúng không? Còn trong trường hợp mà nó không xảy ra cái việc đó nhỉ, như vậy nó sẽ khi nó vào đường đến đây thì nó sẽ là gì, là số chính phương, đúng không? Thế thôi, còn không thì chúng ta có thể đưa ra không đưa ra một cái thông báo nào cả, hoặc là ta có thể dùng cái biến điều khiển ở đây này, ta dùng là ví dụ như chúng ta ghi là như bài trên đi, in cao đúng không? Bằng gì, bằng không. Đến đây thì ta sẽ có cao cộng nha, cộng cộng nha. Về đây cuối cùng hết vòng lặp ta kiểm tra là if mà cao nha, mà bằng hay là bằng không đi, đúng không? Thì ta kết luận gì các bạn? Nếu mà bằng không tức là không bao giờ nó chạy vào chỗ này cả, đúng không? Thì chúng ta kết luận nó không là số chính phương, không là một số chính phương. Còn L tức là nếu như nó khác không thì chúng ta đưa cái này vào, đúng không? Đấy, ok, làm số chính phương.
Ok, nào ta chạy thử nhé. Ra. Giả sử bạn nhập số 9 vào đi. Nó thì 9 là một số chín phương đó. Bạn nhập số 25 vào đi. Hay là 19 đi. Hay là 20 đi. 20. 20 không là một số chín phương nhỉ. Chạy cái nữa. 25 đi. 25 là một số chín phương, ok. Như vậy là ta làm đúng rồi. Rồi. Rồi, ok xong. Như vậy ta đã làm xong bài số chín phương nhé. Các bạn là đăng ký kênh Polylab các bạn nhé, để chúng ta nhận được những cái thông báo về những cái bài lab mới. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.